Rồi, hello cả nhà, mình xin chào với chú anh chị các bạn nha. Sáng sớm rồi cho cá ăn cả nhà. Giờ xúc thì một cái nữa qua đó cho cá rô ăn. Cá chê này là mình câu ở dưới mương đó cả nhà. Chê cái trắng. Nhà. Bữa nay có con cá chê anh Đạt mới câu chiều hôm qua. Bây giờ mình chiên ăn với nước mắm gừng. Còn canh khoai mỡ thì nấu với tép. Khoai mỡ tím. Canh khoai mỡ nấu với mấy con tép, nãy mua mấy con tép đó. Món canh khoai mỡ này để Linh thích lắm. Nãy mua cái lẩu nhỏ nhỏ để mình đập ra cái mình phi mình xào lên cho nó thơm á. Dạ. Nấu với canh khoai mỡ. Ngồi gai ta cho hả chồng? Ừ, tao cho. Tại ở nhà có nên hồi nãy giờ mới dặn cho. Ừ, mua khoai mỡ là tao biết nấu canh khoai mỡ người ta cho ngò gai à. Cá chê này mình câu hôm qua dắt chiều. Hôm bữa câu con cá chê 5 ký mấy, 5 ký rưỡi quá trời bự. Nay câu cá nhỏ à. Gình bắt con tây tượng chiên xù mà khó quá cả nhà. Không không nói gì ta. Hôm qua câu vuột 2 lần tây tượng tại vì cái lưỡi nó hơi lục quá, cái nó xúc. Ê, không vui nha. Ê, tự nhiên cúp nước rồi. Mấy nay mưa 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 lớn với nước nhiều quá cả nhà. Cái mấy cá chê nó lóc qua bên đây nè, cá chê với cá lóc. Sướng hồi tối này bắt cũng được mấy con cắm câu á, cắm câu bên cái mương lạng này nè. Bên nó qua bên đây mà mình không bắt á, vài bữa nước nó cạn thì nó cũng chết à. Mấy con vịt tắm ở đằng nó thấy mấy con cá bự nó ụt quá nó cũng sợ nó không dám xuống. Giờ mình bị cảm rồi, hồi đi rước bé Linh đi học về đó sẵn mua mấy liều thuốc uống luôn. Tranh thủ vợ mình làm đồ ăn ở ngoài xa quá, mình ra trước sửa xe cả nhà, mới lấy xe này về sửa. Xe này thì thay nhớt, vệ sinh nồi với cái tay thắng nè, thắng nó hơi cứng, bóp vô cứng ngắc à, nó không có mềm mại, thân đĩa. Rồi cái đó là nó bị hư cái phốt á, cái phốt cốt ben trên đây nè. Trong cốt ben trong này nó có cái phốt, kiểu như lâu ngày nó chai, nó nở cái gì đó, là nó bị kẹt, nó cứng cứng. Còn xe bên đây là thay nhớt, tăng sên, rửa xe. Còn một chiếc xe của ông chú đang đợi ở ngoài lộ nữa. Mình chạy ngoài chỉ đường ông chú đó vô đây sửa xe. Rồi làm thêm chiếc quy sành này nữa cả nhà ơi. Này bị xe dí quá trời rồi, giải quyết cho anh đó anh về trước rồi. Hai chiếc xe đó giá nữa. Này bị xe nó dí quá trời rồi nha. Bữa che cái miếng này cho nó mát, chưa có rảnh tháo ra. Rồi đó đó. Tôi ở cái mà kho giờ tháo cái nồi ra cả nhà, tháo nồi ra vệ sinh. Cha mình đang ngồi tiếp chuyện với khách sửa xe của mình. Ồ, này cũng không đến nỗi dơ lắm. Rồi bụi nhiều. Vừa về có mấy tháng cái lại dịch nổi lên đó. Nó cũng mòn khớp rồi.
mấy bữa nhốt ở trên cầu cút nhốt luôn. Đi cô go cũng còn được, hơi găng nhẹ thôi vẫn xài được. Tháo kiểm tra mấy cái này cho tao. Ồ, quá trời giờ rồi, bi này nó cũng khớp luôn. Con bán đồ xe ông ta này nè, ấn đồ của tù thân hành đó. Ồ, nè bụi thì mà nó cục cục kìa luôn á. Rồi vệ sinh chùi rửa sạch sẽ, thay bi này vô với thay mấy cái kẹp trường này là chạy ngon à. Bố nầu này nó cũng hơi mòn rồi nhưng mà còn chạy là đỡ được, chứ đúng đi ra dán bố nầu nữa thì đi nó ngon hơn. Để hỏi ý kiến của chú chủ xe coi như thế nào. Nãy giờ vệ sinh xong rồi gắp vô. Mới giải quyết chiếc quy sành xong cho chú đó về, giờ tiếp tục chiếc xe này cả nhà ơi. Rồi xong rồi mới tới hai chiếc xe đó. Cũng tới giờ trưa chuẩn bị tới giờ đi rước bé Linh về ăn cơm rồi. Chiếc này cũng làm không kịp đâu, cái này tháo được gì tháo, tại còn 15 phút nó đi rước tới giờ rồi. Cái này cũng tháo nồi vệ sinh, thay nhớt với kiểm tra thắng trước rồi. Chiên cá cả nhà. Giờ đi rước bé Linh về là ở nhà vợ chiên cũng xong luôn á. Với nấu canh, canh thì cũng lẹ. Giờ mình nấu canh khoai. Cái đó là tép. Tép đập ra rồi băm cho nó ra nước ngọt. Đi rước bé Linh về cả nhà. Con chào anh và cô chú. Gọt xài. Gọt xài cái hồi mình bầm ra biết làm gì không Linh? Dạ bỏ vô cá ăn chung. Chắc là vậy á. Thường là xài là mình sẽ ăn với gì? Cá kho, mà bữa nay vợ lấy xài này ăn với cá chiên á vợ. Tại thấy chú xài còn dư về để hoài nó chín. Hôm nay mẹ bị khang tiếng rồi. Bệnh rồi, bệnh rồi. Nó chín rồi. Ừ, chấm muối ớt à. Dạ. Cá chiên xong rồi, ngon quá cả nhà. Bảo miếng thôi vậy, coi ăn nó chua lắm không? Chua quá thì hồi mình chấm muối mình ăn. Cái tôm nãy mình xào mình đổ nước vô trước á để cho sợ nó bị gì ta? Nó bị ương cái tôm á cả nhà. Cho nên là chưa có nấu canh cho nó chín tôm để đó, bây giờ mình mới nấu nè. Khoai mỡ nó hay có mấy cái này nè, mấy cái đen đen đó của cái xích xích ngoài vỏ. Lấy đũa quậy đó. Cha mới đổ thuốc vô đó. Hồ cá này nó đang bị khó chịu. Bệnh tài le học mé chứ. Đang đổ thuốc vô nữa. Màu xanh giống như nước biển à. Này nó sâu lên chút xíu là chín rồi cả nhà. Rồi cho hết vô luôn đi nha. Đổ ụp vô luôn đi. Cho cả gấp hành vô chứ. Không có, nó chín chưa à. Cái sức nóng này là chín chưa à. Chứ giờ để nó gục qua cái gốc hành không ngon. Nó bị gục quá. Nó hết giòn rồi. Cái canh này là phải cho cái gì ta? Ngò gai nhiều vô. Nó mới thơm mới ngon được. Này cả chén ngò gai luôn ấy. Mà bỏ vô thấy cũng đâu có bao nhiêu đâu. Dạ. Bỏ ngò gai vô thơm ghê. Rồi giờ múc ra ăn thôi. Canh này nấu lẹ. Có lâu là lâu cái gọt vỏ củ khoai với cạo nó.
cạo đập nó ra nó hơi mất thời gian thôi. Cạo cũng lẹ lắm chồng, cạo lấy cái muỗng á. À muỗng cạo à. Chứ đừng lấy dao cạo khó cạo. Ừ mấy lần lấy dao thấy khó mất thời gian nữa. Cái củ này láng nè, gọt nó chắc cũng lẹ. Có dạ. Mấy củ mà nó lỗ hang sần sùi á. Nó lâu. Rồi cho tiêu vô. Mời cả nhà ăn cơm nha. Cảm ơn ông bà cô chú ăn cơm. Này ăn cá chê chiên với canh khoai mỡ. Tranh thủ ăn xong rồi cái ra sửa xe tiếp. Còn mấy xe chứ. Canh vô. Được không lấy cái muỗng không? Cá chê nó dài á. Đây nó khó nha. Cái muỗng nó dễ hơn. Nè. Nè sao? Dứt hỏi bài luôn á. Công nhận cái cá chê ở nhà nuôi á nó dài thiệt. Cá chê mình nuôi đó. Ừ, cha trâu á. Cá chê bình thường ngoài chợ là đã dai rồi. Cái này mình nuôi lâu quá nó dẻ luôn. Hay là cá chê trắng nữa ta, cá trắng này chưa phi. Cha mình nó mắm mặn rồi. Nấu lỏng này thì con chan cơm ăn được. Còn nấu đặc á thì nấu đặc thì con ăn không. Nước mắm ít không? Không được rồi. Cái này con ăn phải lừa xương nha. Mấy cái gì kỳ á. Bỏ nó đổ xuống hả múc con. Để nó chổi. Ừ. Cái gì con à bỏ chua. Ừ. Cái này cho chẳng sáng nha. Ừ. Con chuồng cứng lấy nguyên nó luôn. Mưa lớn nó lóc ra ngoài cái mương lạng. Cắm cầu xuống cắm mấy con. Mấy bữa trước cắm những cái lóc này. Thì nãy có trứng không vậy? Dạ có. Rồi trứng đâu rồi? Trứng trong cái bụng á. Ủa chiên luôn hả? Dạ. Tính đâu nó ăn no. Con này có trứng. Không bao giờ mình câu cá lóc nữa không? Ừ, kiếm cá lóc cứng là ngón giò cá rồi. Mình thả nó ra hả? Bỏ chổng dèo. Dán dèo đó nó ăn, nó thích ăn nhưng mà bà đã đi. Ừ. Bỏ dèo sao màu lớn? Bắt cái dèo là cái gì ta? Ừ. Cái lưới dần xanh á. Dạ. Kiểu như mình căng lưới mình rộng cái con gì đó, mình lưới con gì đó, gọi là cái dèo. Trái tức là cái trái bếp sau nhà. À, lúc cha còn nhỏ ở nhà ông nội kêu ra sau trái lấy cây cuốc cây len cây sẻn gì đó không biết trái là gì. Cái bếp sau nhà là cái nơi chỗ cô chú nhóm nấu cơm á, gọi là cái trái mà từ đó lâu lắm mà không nghe. Cái tờ đó có phần xưa đấy. Ừ. Chứ là cái hình hình cái này khác. Ừ. Không rất nhiều, dễ dễ khó quá. Khó gì không? Ừ, dễ ai? Cái này giống như nước mắm thì làm ngon. Ừ, nó lâu rồi. Này lấy kéo cắt vậy. Đúng rồi, dòng nó. Cái thì cá tấn dạng chồng. Dài thiệt.
con cá này sớm là luộc cho, luộc cho xong rồi trụng qua một miếng nước sôi, nước gần sôi. Con cá này là con cá chưa phi gì chứ? Lai. Lai à? Trắng lai phi hay là phi lai trắng gì vậy, qua nó phi quá. Mẹ nói con cá phi là cái đầu nó dài hơn. Ừ, con này ít tròn tròn. Cái này nó dài, nó dài, nó dỗ. Cá chơi vàng nhưng mà ngon dữ vậy. Mẹ chỉ có mắm mặn với mắm gừng hết mắm nào không? Tùy món, tùy món ăn. Mắm gừng này có ăn chấm thịt vịt, chấm cá chê chiên nó sẽ ngon. Còn đúng mắm mặn á, còn chấm kiểu như là cá nấu canh, cá nấu canh hoặc là thịt nấu canh. Như mình xào với tánh nước tương mới đúng. Dài quá hả? Ừ. Ăn xào nó xinh. Xào nước chua. Đẹp lắm bơ nữa. Sáng hơi nóng đã qua một trời mưa. Thôi mà học tiếp à. Cái bà tụi ông mới ra chơi giờ mới ra chơi. Ừ. Mà hôm buổi sáng. Chúc bà cái kế mà. Mai mốt cái tháng nắng đó. Xỉu luôn á. Nhớ đang học buổi chiều á. Đang học cái Lê Dũng lúc nào cũng nắng như trời nó trơn. Bởi vì người ta ghét cái Lê Dũng. Ra tới thân là chỗ nào cũng nắng luôn. Mà hạ thân là cô quá cả hai dòng thân. Cái đường trên con nó ít cây quá. Nó ít bóng mát à. Không như là chồng trong cái thiên nhiên nó không phải chạy xíu mà. Chồng mà nó về thôi chứ nó được chồng giữa sân. Tại vì đâu cần chồng giữa sân. Tức là chồng nó về nhưng mà chồng giáp vòng hết đúng không, hiểu không? Ừ. Còn này chồng con khúm à. Chỉ cần chồng nó về thôi. Nhưng mà chồng giáp vòng nó về hết là cái cây nó lớn lên á, cái tàn nó dê vô. Trồng cây bàng mau lớn. Chứ còn trồng mấy cây phượng nó lâu lớn mà nó không có bóng mát nhiều mà nó bị dễ đổ ngã, nó bị bọng ở trong á. Trường con chỉ có 2 cây phượng thôi. Một cây là ngay cái khu cái đá ở trước cửa phòng, nó tính với lại chỗ cây làm ống nó nhiều hơn kia. Trồng cây bàng nhất, cái lẹ lớn lắm. Mấy đứa học sinh đó, quét dọn cũng dễ nữa. Ừ. Lá bụi chà bá. Hồi đợt trước khi nghỉ hè con nhớ nó tám luôn đi quét sân. Mà cây phượng nó rụng quá hết trời luôn. 4-5 đứa đứng lùi luôn. Lá cây phượng nó nhỏ đúng không? Đúng rồi. Bông phượng. Nó ngoài đó nè. Ở nó cũng kính một cái dòng sân. Cái đi quét 4-5 đứa lùi à. Lùi quá trời lùi mới sạch. Vừa sạch không quay lại hết nó được nữa. Đây phải mở để nó lâu nguội đó. Đúng rồi. Giống như cháo vậy. Cháo cũng để lâu nguội luôn.
chuyến cơm nữa. Con cuối tuần này đi chơi phải không? Đúng rồi. Trường hôm nay tổ chức đi sớm, đúng đi ra người ta tới Tết, đúng không? Tết Tây chứ. Tây. Mình phải là Tết Tây mới được. Tháng 12, tháng 1 gì đó, Tết Tây rồi mới đi. Hôm nay sao tổ chức sớm? Sớm mà. Hình như con nghe nói là ở vườn chủ á, con nghe sợ bận rộn chứ là gì đó. Phút đó là sợ là con đi chơi vậy xong cái hoàn hạnh sơ xuất. Chứ trường nào á mỗi năm cũng Tết Tây mới đi. À, đồng quá không? Đồng quá. Bây giờ mình đi trước thì vậy mình đỡ. Ăn cơm xong rồi giờ tranh thủ ra sửa xe tiếp đó nha. Cá này chị bệnh hết cho bệnh này tới bên kia. Bữa trùng mỏ neo xong giờ quay lại bị nấm. Đây cả nhà, tranh thủ ăn cơm xong giờ ra làm tiếp, tháo đồ ra tùm lum hết chưa. Giờ vệ sinh cái nồi này xong rồi mình sẽ gáp vô, thổi bụi xong rồi mình chùi rửa bằng xi bông á, phơi cho nó khô xong rồi gáp vô là với thay nhớt nữa, với chỉnh cái thắng nữa là xong, đem ra chợ giao. Còn xe này thì người ta tự lấy, xe này mình hẹn tới tối lận. Xe này thay cộng sinh cam nè, chạy lâu ngày với sinh cam này ghim theo xe đó, chạy lâu ngày nó dùng sinh cam, thay sinh cam với bánh xe nãy mình tháo ra đó, thay vỏ ruột luôn, vỏ mòn quá rồi. Cái ruột nó cũng bèo nữa, thay vỏ ruột luôn. Còn chiếc Novo này cái vỏ cũng mòn quá rồi, bị lủng, nhưng mà cái này chắc giá đỡ là cho người ta chạy thôi, tại vì xe này cũng bèo rồi. Giá xài đỡ đi, rồi vài bữa mà nó lủng nữa hả, thay luôn cái vỏ cái gục. Rồi thôi, giờ tranh thủ làm thôi. Mình cũng xin kết thúc video, chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà luôn hộ và xem video của mình nha. Giờ tháo ra làm.